Chuyện ma ngắn có thật với nhan đề Chuyến tàu đêm và cất vó đêm, tác giả Hà Văn Hồng. Ủng hộ tác giả, ấn theo dõi trang cá nhân tác giả nhé. Mình có để thông tin trong phần mô tả video. Còn bây giờ mời quý khán giả cùng thưởng thức truyện nhé. Câu chuyện thứ nhất, Chuyến tàu đêm. Bóng tối dày đặc, hai cô gái Hương và Đào lấp ló trong ga tàu hoang vắng, cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể. Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến hai cô rùng mình sờn gai ốc. Hương thốt lên, ôi sao lạnh thế? Không khí lạnh lẽo chưa kịp tan biến, từ đâu đó một bà lão hiện ra, dáng đi chậm chạp, mặt tái nhợt, mắt trũng sâu, tuổi ngoài 80. Hai cô gái thấy sợ, vội gạt đi suy nghĩ, liền ra dìu bà vào ghế ngồi hỏi han. Bà bảo, tôi là Lũ, năm nay đã 83 tuổi. Tôi từ dưới đất lên đây, đi chơi mấy ngày trên này, chơi lâu quá, nên bây giờ phải ra đây chờ tàu để về nhà. Hai cô thấy có gì đó sai sai, cũng không nghĩ nhiều, cũng đáp lại một câu đùa câu thật. Sao bà cứ đùa cháu, bà nói thế cháu sợ. Bà lão chỉ cười. Xong hỏi hai cô gái đến từ đâu, cô thứ nhất lên giới thiệu cháu là Hương đang là sinh viên. Hôm nay là nghỉ hè, cháu đi tàu về quê để nghỉ hè à, còn đây là em cháu tên Đào à. Bà lão lần này im lặng, trông thật sợ. Chợt có hai tiếng còi tàu vang lên, khiến không gian im ắng bỗng trở nên đỡ sợ. Chiếc tàu dừng lại hàng trăm khách xuống. Khách vẫn còn trên, hai cô gái vội dìu bà lão lên tàu, lên đến tàu. Thứ khiến hai cô gái sợ là ai nấy, mặt mũi tái nhợt như xác chết. Hai cô có cảm giác từ khi lên tàu, tàu lạnh như đá, nhìn xung quanh không có điều hòa nào. Sao mà lạnh thế? Bà lão cũng không có biểu cảm nào, như là sợ lạnh. Lần này ba người ngồi toa cuối cùng, toa này chỉ có ba người, cả tàu có 7 toa, những toa trên hết chỗ rồi. Tàu lúc này cũng bắt đầu di chuyển, đang ngồi Hương bỗng có điện thoại, nhấc máy lên ở đầu dây bên kia là mẹ cô. Nghe xong cô quay lại chỗ ghế ngồi rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Không biết cô đã ngủ bao lâu, bây giờ tỉnh lại không thấy bà lão đâu. Thấy Đào cũng ngủ, vội gọi dậy hỏi Đào. Em có biết bà lão đi đâu không? Đào đáp. Không, lúc nãy em sắp ngủ vẫn thấy mà. Bây giờ không biết đi đâu. Rồi hai người chia nhau ra tìm. Sang đến toa thứ 6, hai người không thấy một bóng người mà thấy những mùi hôi, ẩm mốc, khó chịu. Đào sắp nôn vội lấy tay che miệng. Hương lúc này cũng không khác gì Đào. Lấy tay che mũi rồi bước đến toa thứ 5. Toa này có vẻ mùi ghê hơn toa thứ 6. Đồ đạc lộn xộn. Hai người tiếp tục bịt mũi đi tiếp. Đến toa thứ 4, hai người gặp một người đàn ông đang ngủ say. Hai người lúc này có cảm giác sợ sợ, nhưng rồi hai người lấy can đảm lay người đàn ông dậy. Được một lúc, người này cũng tỉnh. Vừa mở mắt ra, người này đã hoảng hốt. Ma! Ma! Hai cô gái giải thích. Chúng tôi là người không phải ma, chúng tôi đang đi tìm một bà lão tầm độ ngoài 80, không biết anh có thấy không? Anh chàng kia cũng không sợ nữa và dần bắt chuyện. Anh nói, tôi không thấy ai hết. Hai cô hỏi thêm. Lúc nãy anh thế nào mà có vẻ sợ hoảng hốt thế à? Có chuyện gì à? Người đàn ông nói. Tôi từ khi lên tàu có nhiều người lắm, nhưng không hiểu sao, vừa nhắm mắt lại một lúc nghe có tiếng động mở mắt ra, nhìn xung quanh lúc này khung cảnh ghê rợn lắm. Ai nấy mặt đều dập nát bê bết máu. Tôi sợ quá nên mới ngất đi, may có hai cô. Hai cô gái cũng dần có cảm giác rợn rợn. Hai cô bảo, anh có đi cùng chúng tôi tìm bà lão cùng không? Anh đáp dồn dập. Có, có. Ba người tiếp tục di chuyển xuống toa thứ 3. Từ lúc đi, hai cô gái cứ cảm thấy ớn lạnh ở đằng sau gáy, bỏ đi suy nghĩ. Đến toa số 3, ở đây là một khung cảnh kinh dị. Có những bãi máu, máu dính hết trên sàn, ghế ngồi có cả đầu lâu, xương nữa. Ba người dần cảm thấy ở đây chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Những suy nghĩ không được lâu, ba người cũng vội đi, tiếp tục đi tiếp. Đến toa thứ 2 thì Hương vội giật mình thấy bóng trắng đang treo lơ lửng đu qua đu lại. Sợ quá cô hét lên, có ma. Rồi ngất đi. Hai người không hiểu chuyện gì, vội ra đỡ Hương lên ghế ngồi. Một lúc sau cô tỉnh dậy, tinh thần lúc này hoảng loạn. Đào mãi mới giúp được chị mình quay lại bình thường. Hai người hỏi có chuyện gì, Hương nói. Lúc nãy thấy có một bóng trắng treo lơ lửng đu qua đu lại. Sợ quá nên ngất. Hương nói, bây giờ đi ra khỏi toa này đi mọi người, em sợ quá. Hai người dìu cô đến toa còn lại, toa số 1. Ở đây không thấy bóng người, đặt Hương ngồi xuống. Người đàn ông kia lên xem buồng lái tàu, quả nhiên là không có ai. Quay ra nói với mọi người. Hai người nói,
không có ai lái mà vẫn chạy. Em thấy chuyện này không bình thường đâu. Anh chàng vội tìm cửa ra. Anh dùng bao nhiêu cách cũng không mở được. Sắp thất vọng thì đằng sau có một bà lão bước đến với giọng quát mắng. Các ngươi vào đây rồi thì đừng hòng ra. Đó là bà cụ đó. Bà nói, đây là chuyến tàu mấy năm trước. Đi qua đây không may lệch đường ray đã lao xuống sông chết. Ở đây có hàng nghìn hành khách đã chết hết. Ta cũng là trong số đấy. Hôm nay các ngươi sẽ thay thế bọn ta, cho bọn ta được siêu thoát. Đã từ rất lâu rồi chưa có người hợp, các ngươi sẽ là người thế mạng cho bọn ta. Đào và Hương lao đến quỳ xuống xin tha, nhưng số phận đã định. Bà lão nói, thôi giờ này xin cũng vô ích, chi bằng giúp bọn ta thế mạng đi. Rồi bà lão cười trong điên dại. Anh thanh niên vội cầm cái búa lao đến đập bà lão. Bà lão lúc này đã biến mất. Anh thanh niên cũng ngỡ ngàng. Quay lại, hai cô gái kia khóc, than. Bố mẹ ơi, ơn công sinh thành chưa báo đáp được, đã phải ra đi rồi. Bố mẹ ơi, nếu có kiếp sau con vẫn nguyện làm con của bố mẹ. Anh thanh niên cũng khóc theo. Đang khóc, bỗng con tàu rung chuyển mạnh, lắc dữ dội. Mọi người lúc này kiếm thứ gì đó để bấu chắc. Nhìn ra cửa sổ là tàu đang lao xuống biển với một tốc độ chóng mặt. Trong đêm tối không nhìn rõ, không biết là biển hay vực. Trước khi ba người rơi xuống vực, họ đã nói ba câu, con xin lỗi, rồi ba người ra đi mãi mãi. Thật là tiếc thương số phận ba người. Vài ngày sau, người dân phát hiện ở dưới sông có xác chết nổi lên, không có tàu khi lúc ba người rơi xuống. Người dân hô hoán gọi công an xác minh danh tính. Công an đã xác minh được và gọi người nhà đến nhận xác. Khi đến nơi, bố mẹ khóc than, con ơi, sao còn chết khổ thế? Rồi công an không tìm ra hung thủ, cũng đành khép lại hồ sơ vụ việc. Lúc này mẹ Đào và Hương ngất đi. Khi tỉnh lại thấy mọi người đã đến làm ma, sau khi chôn cất tử tế, đêm đêm mẹ Hương và Đào thường thấy hai đứa con gái về khóc lóc thảm thiết, bảo con lạnh quá, rồi biến mất. Mẹ Hương và Đào lúc này chỉ biết khóc. Bố Hương và Đào cũng khuyên thôi quên đi, vương vấn làm gì chuyện cũng xảy ra rồi, giờ khóc con cũng không sống lại được đâu. Còn người đàn ông kia, người nhà cũng không khác nhà Hương và Đào là bao. Sau sự việc đó, mọi người cũng dần quên đi, không nhắc lại chi thêm đau lòng. Câu chuyện thứ hai, cất vó đêm. Đâu đó có tiếng cười nói vang lên trong đêm, thì ra là anh Lượng và anh Khú đang đi cất vó đêm. Trời hôm nay mưa lũ, hai người đang tiến về chỗ xưởng gạch bị bỏ hoang mấy năm nay. Vì đam mê cất vó, họ đã rủ nhau đi. Nhà hai anh cũng có của ăn của để, nhưng vì yêu thích, họ vẫn thường đi cất vó mỗi khi có cơ hội. Khi đang đi, bỗng cả hai cảm thấy ớn lạnh. Anh Lượng nói, Khú, sao tự nhiên mình thấy lạnh sống lưng quá? Chợt hai anh thấy bóng một cô gái mặc áo trắng, trông không rõ mặt, lúc mờ lúc ảo. Giọng cô gái cất lên, hai anh ơi, cho em đi cất vó cùng với ạ. Hai anh chàng vốn có máu dê, khi thấy gái, đều thấy dạo rực trong người, nghĩ thầm. Hôm nay còn có gái đi cùng cổ vũ cũng sướng. Hai anh đáp đồng thanh, ờ, được thôi. Anh Lượng lao đến hỏi, em thân con gái một mình đi đêm mưa gió thế này, nhớ ai làm gì thì thế nào? Cô gái đáp, em không sợ, chỉ sợ các anh làm vậy, chứ chẳng có ai làm gì em. Nói xong, hai anh giới thiệu tên tuổi của mình và bắt đầu làm quen với cô gái. Hiện tại ba người cũng đến địa điểm cất vó, một hố gạch lâu năm, nghe bảo mùa lũ cá ở đây nhiều. Thoáng chốc không thấy cô gái đâu, hai anh bắt đầu ớn lạnh, nghĩ chắc là cô đi vệ sinh. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, hai anh sợ cô gái lạc nên đã bảo một anh đi tìm. Anh đi tìm là anh Lượng, còn anh Khú ở lại trong vó. Anh Khú ngồi lâu mà chưa thấy anh Lượng về, anh cũng lo. Lúc này ở vó có tiếng động, anh chắc chắn là cá. Anh ra lấy sức cất chiếc vó lên, không ngờ vó lại nặng thế. Anh dùng hết sức mình, lên đến nơi, thấy một bóng người đầu tóc rũ rượi trong vó. Anh lúc này tay chân run lẩy bẩy, rồi bỏ mặc chiếc vó và chạy như điên, vừa chạy vừa hét. Có ma, có ma. Dân làng cạnh đấy, đêm khuya ngủ hết, không có một ai thức để nghe tiếng kêu hét của anh Khú. Còn anh Lượng, sau khi không tìm được cô gái đã quay lại cũng không thấy Khú đâu, anh chỉ nghĩ đơn giản chắc Khú đi vệ sinh. Anh thấy chiếc vó ngổn ngang liền lại xem, trong đó có những con cá trê, mắt đỏ ngầu, khiến anh Lượng giật mình và ớn lạnh. Không để ý nhiều, anh vui mừng vì bữa thành quả và thu xếp đồ về, mặc kệ anh Khú. Về đến nhà, vợ anh Lượng là chị Ngân thấy chồng về hớn hở liền ra đón. Thấy chồng cầm một giỏ nặng, chị hỏi, anh cất được cá không anh? Lượng vui vẻ đáp, có,
hôm nay được nhiều lắm. Rồi anh đưa cho vợ rồi dặn là để tạm vào chậu mai xử lý. Bây giờ khuya rồi làm gì nữa? Vợ anh gật đầu như máy khâu. Đến sáng, đã thấy vợ anh Lượng ngồi sẵn ở bàn, với vẻ tức giận. Thấy anh, cô liền nói. Này, đêm qua anh lén ăn hết cá rồi phải không? Anh Lượng đáp, làm gì có, đêm qua anh vẫn ngủ với em đấy mà. Ngân nói, thật không? Hay là nhân lúc tôi ngủ say, anh lén đi ăn hết, ai mà biết được? Anh Lượng vẫn lắc đầu lia lịa, rồi chợt quay sang hỏi. Có chuyện gì thế vợ? Ngân đáp, không hiểu sao đêm qua vẫn còn cá, mà giờ toàn những viên đá rêu rác, thật không biết là thế nào. Anh Lượng cũng không biết làm sao, hai vợ chồng đành cho qua chuyện này. Mấy ngày sau, anh Lượng lại sang rủ Khú đi. Anh Khú bảo, tao không đi nữa. Anh Lượng hỏi, sao thế? Anh Khú kể lại, hôm mày đi tìm cái cô gái đấy tao ở lại, bỗng thấy vó có cái gì quậy ủng mục, rồi tao cất lên không hiểu sao nó nặng thế. Mãi mới lên đến nơi thì tao thấy có một người đầu tóc rũ rượi ngồi trong vó. Tao sợ quá bỏ lại vó xong chạy mất dép. Anh Lượng cũng nói với Khú, hèn nào hôm tao quay lại thấy ngổn ngang, thấy trong vó mấy con cá chê mắt đỏ, rồi tao không nghĩ nhiều mang về. Đến sáng lại không thấy đâu mà chỉ toàn rêu với đá, chán. Khú chưa kịp nói, Lượng đã nói trước. À, tối hôm nay tao sang sẽ rủ mày đi tiếp. Hôm nay sẽ ra tiếp chỗ đấy, đi sáng, không đi tối nữa. Mày thấy thế nào? Anh Khú lắc đầu, trông vẫn còn hoảng hốt. Tao không biết nữa, tao thấy cái chỗ đấy không ổn. Với lại, Lượng ngắt lời, cố gắng thuyết phục bạn. Thôi mà, đi buổi sáng cho chắc, không có gì đâu. Tao hứa, nếu có gì lạ là tao với mày về ngay được không? Sau một hồi do dự, anh Khú cuối cùng cũng đồng ý. Thôi được rồi, mày nói thế thì tao đi. Nhưng mà lần này cẩn thận hơn nhé. Rồi hai cái bóng, một gầy một béo, tiến về hố gạch. Sáng hôm đó, khu vực này còn sáng sủa hơn, khiến hai anh cảm thấy bớt sợ hơn. Hai người bắt đầu cho mồi vào vó rồi hạ xuống từ từ. Sau khoảng 20 phút, anh Lượng nói, chắc được rồi đấy, tao với mày cất đi. Anh Khú còn chút do dự, nhưng cuối cùng cũng giúp anh Lượng nhấc vó lên. Khi nhìn thấy trong vó đầy cá, nhưng tất cả các con cá đều có mắt đỏ như tối qua, anh Lượng không nghĩ nhiều và bảo anh Khú lấy giỏ ra đựng cá. Anh hẹn Khú trưa về uống rượu. Hai người chia tay nhau, về đến nhà, Ngân như lần trước ra đón, thấy chồng mang một giỏ cá giống như hôm nọ, cô rất vui. Anh Lượng nhanh chóng bảo vợ nấu cá để trưa Khú sang uống rượu. Một lúc sau, Khú cũng sang. Cơm canh đã chín, vừa ngồi vào mâm, Ngân bỗng bắt đầu ói, chạy ra nhà vệ sinh. Thấy thế, Khú nói ngay, vợ mày có bầu rồi đấy. Anh Lượng ngây người, hỏi lại, cái gì? Khú khẳng định, vợ mày ói, tao chắc chắn là có bầu. Anh Lượng nói, thật á? Khú nâng ly và bảo, chúc mừng mày nhé, theo kinh nghiệm của tao, vợ mày có bầu đấy. Một lúc sau, Ngân ra, anh Lượng hỏi, em có bầu rồi à? Ngân đáp, em không biết. Rồi anh Lượng đưa tiền cho Ngân đi mua que thử thai. Hai người ở nhà cũng đã uống rượu no say, tự nhiên nằm lăn ra với cái bụng đau thắt, kêu mãi cũng kiệt sức. Một lúc sau, Ngân cũng về, cô mặc kệ hai người nằm đấy vào nhà vệ sinh rồi thử. Kết quả cho thấy hai vạch, Ngân vui mừng ra nói với Lượng, nhưng gọi mãi không được. Bỗng anh Khú bên kia nói câu được câu không. Ngân ơi, đưa bọn anh đi viện đi. Rồi ngất đi. Ngân hoảng sợ, nhờ mọi người gọi xe cấp cứu. Sau đó, hai người được đưa đến bệnh viện. Đến viện, khi cấp cứu, bác sĩ phát hiện ra trong ruột của hai người có rác và đá và phải phẫu thuật gấp. Tình trạng rất nguy kịch, nếu không kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Ngân không còn lựa chọn, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đồng ý. Tin buồn là bác sĩ thông báo đã không cứu được vì để quá lâu, không đưa đi kịp thời. Ngân như suy sụp trước tin này. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũng đến, thấy Ngân đang khóc, bố mẹ hỏi, thế nào rồi? Ngân đáp, dạ, anh Lượng qua đời rồi à? Bố mẹ hai bên cũng suy sụp theo. Lúc này, vợ con anh Khú và bố mẹ hai bên cũng đến và cũng biết là anh đã chết. Nhà anh Khú và nhà anh Lượng cũng nhận xác về làm ma chay. Bố mẹ rất đau buồn. Ngân theo về ở với mẹ chồng và không còn ở nhà kia nữa. Ngân báo với cha mẹ hai bên rằng mình có bầu. Bố mẹ chồng nghe tin còn vui hơn bố mẹ đẻ. Mẹ chồng chăm sóc cho Ngân và sau 9 tháng 10 ngày, Ngân hạ sinh một thằng cu kháu khỉnh, nhìn giống ba nó hồi trẻ. Mọi người quyết định đặt tên là Thương để thương nhớ về anh Lượng. Khi lớn lên, mọi người vẫn hay nhắc về chuyện anh Lượng, nhưng dần dần cũng không nhắc đến nữa. Nhà anh Khú, sau khi lo xong ma chay, đã chuyển đi xứ khác. Từ đó, mọi người dần quên đi sự việc và bắt đầu cuộc sống của mình. Không ai biết rõ về vụ cất vó,
chỉ cho rằng là do ăn bậy nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này để đón nghe video mới từ kênh nhé. Ủng hộ tác giả, ấn theo dõi trang cá nhân tác giả nhé. Mình có để thông tin trong phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.